Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh bất động sản của Phượng DT. Và hôm nay Phượng sẽ giới thiệu với cô chú anh chị một căn hoa hậu của Haven Park Eco Park, đó chính là căn số 01 có diện tích thông thủy là 110 m2, là căn hộ 3 phòng ngủ 2 vệ sinh và cụ thể thì căn hộ này đẹp như thế nào cô chú anh chị hãy cùng em xem nhé. Căn hộ này sẽ có hai ban công và đây chính là cái phía ban công mà chúng ta sẽ để máy giặt và phơi quần áo ở khu vực này ạ. À nó ở phía gần cửa ra vào và đây chính là cái góc nhìn chúng ta nhìn từ cửa ra vào vào và chính là cái không gian đầu tiên chính là chỗ khu vực bếp và với cái căn hộ này có diện tích rộng 3 phòng ngủ thông thủy là 110 mét vuông, Do vậy là chúng ta bếp sẽ được rất là rộng Chúng ta có thể sắp xếp bàn đảo bếp nữa Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các phòng ạ Gần em nhất đầu tiên chính là khu vực nhà vệ sinh Dành cho phòng khách và phòng ngủ Và ở khu nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ hết tất cả các thiết bị rồi Chúng ta không phải sắm thêm gì nữa cả Đây chính là một phòng ngủ phụ Phòng ngủ nhỏ và phòng ngủ này thì vẫn có tầm view là biệt thự đảo và cái hướng của phòng ngủ ở đây chính là hướng đông ạ view chính diện biệt thự đảo và cái tuyến phố đi bộ ở dưới và ở phòng ngủ thì cũng đã được lát sàn đầy đủ cùng với cả điều hòa hai chiều rồi. Lẽ ra là phải sau cái khu vực đẹp đầu tiên nhưng mà em tiện ở phía bên ngoài nên là em quay hai cái nhà vệ sinh nhỏ và cái phòng ngủ nhỏ trước. Còn đây chính là cái điểm nhấn nhất của cái căn hộ số 01 này. À, đây chính là phòng ngủ master với nhà vệ sinh cực kỳ rộng, đẹp và tầm biêu thoáng. À, nhà vệ sinh với cái khu vực vách kính này cùng với đó chính là cái khu vực của bồn tắm và bồn rửa tay đều rất là rộng và sáng bóng rất là đẹp đúng không ạ với cái tầm view kính như thế này rất là đẹp cái view của cái khu vực chỗ nhà vệ sinh này thì chính là hướng nam và hướng đông chúng ta có thể view xuống cái khu vực bể bơi nội khu này cũng như là khu vực phố đi bộ biệt thự đảo và cái tầm view nó rất là rộng tuy nhiên thì cái kính này là chúng ta vẫn ở bên ngoài chúng ta vẫn nhìn được thì chúng ta sẽ phải lắp rèm đấy ạ cá nhân em thấy thì đây chính là cái khu vực mà có điểm nhấn nhất của căn hộ 01 này và chúng ta sẽ thấy đó là ở phòng ngủ này cũng đã được trang bị đầy đủ điều hòa và sàn gỗ rồi hướng view ở cửa đây cũng chính là hướng đông view chính diện biệt thự đảo và chúng ta sẽ đến vào phòng ngủ thứ ba phòng ngủ mà nó ngay cạnh phòng ngủ master phòng ngủ này thì cái ô cửa chính view chính của nó nó sẽ là hướng nam và ở hướng nam này thì chúng ta sẽ có thể ngắm được cả nội khu của hay vườn park giữa hai tòa ngắm được cả bể bơi không gian của phố đi bộ cùng với đó là sẽ view được cả một phần biệt thự đảo nữa và ở phần phòng ngủ này thì sẽ có hai cái ô cửa kính như vậy ạ à và giờ chúng ta sẽ ra ngoài khu vực phòng khách và ban công chính ở phòng khách sẽ như thế nào à, với cái ban công chính này thì tầm view là hướng đông view chính diện biệt thự đảo với cái không gian của ban công rất là dài và cũng rất là rộng để chúng ta có thể để cây cối trang trí hoặc là một cái bàn nhỏ để ngồi ở đây và cái phần cục nóng của điều hòa cũng sẽ được sắp xếp vào cái phía bên góc góc trong của ban công này và đã có tường nó chắn do vậy là ngồi ở phòng khách thì sẽ không nhìn rõ cái phần cục nóng điều hòa này đâu ạ và đây chính là sẽ view xuống cái tuyến phố đi bộ ở bên dưới này à, cũng như là view hết toàn biệt thự đảo cũng như xa xa là sẽ thấy tòa sky forest đang được xây ở phía bên kia à, cái căn hộ này thì nó là ở cái khoảng tầng trung đẹp nhất của tòa nhà do vậy tầm view của nó vừa phải vẫn có thể view được nội khu và tầm view vẫn xa đây chính là cái view mà em sẽ nhìn từ phía ban công đi vào phòng khách chúng ta sẽ view lại một lượt toàn bộ căn hộ ạ chúng ta có thể thấy tiêu chuẩn bàn giao của Haven park là đều có trần đèn điều hòa hai chiều sàn gỗ khóa thông minh cùng với chuông cửa có hình tiêu chuẩn bàn giao thì cũng giống như các căn hộ hay vẫn park là trước đấy em đã quay rồi tuy nhiên thì căn hộ 3 phòng ngủ rộng thì nó sẽ có bồn tắm rất là chiêu ở trong nhà vệ sinh và vừa rồi thì em có giới thiệu tới cô chú anh chị là căn hộ được coi là hoa hậu của Haven Park rồi, căn hộ số 01. Và hiện tại thì em cũng đang được một số cô chú anh chị chủ nhà là gửi bán căn hộ 01 này và thậm chí là có một số căn là, là được bán thấp hơn cả giá hợp đồng mua bán. Do vậy là nếu mà cô chú anh chị cần tìm hiểu về căn hộ này hay là bất kỳ căn hộ nào khác thì cô chú anh chị đừng ngần ngại liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình ạ. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video và cô chú và anh chị dành tặng em một like và subscribe, đăng ký kênh của em để cập nhật thêm thật nhiều thông tin nữa nhé. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ở những video tiếp theo.